Chính chủ cần bán nhà xây mới 5 tầng tại phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Đấy, nhà được chúng tôi là xây mới 5 tầng với thiết kế là mỗi tầng là một phòng, có ban công, có hướng chính là hướng Đông Nam. Đang được chúng tôi chào bán với giá là 2 tỷ 800 triệu, sẽ hỗ trợ cho mọi người toàn bộ cái phí sang tên sổ đỏ và có hỗ trợ vay vốn ngân hàng lên đến tối đa 80% với cái lãi suất ưu đãi nhất. Thì đây là cái ngõ ở trước nhà đây. Ngõ trước nhà là rộng 2,2 mét. Đấy, hai xe máy có thể tránh nhau thoải mái. Và cách đường ô tô chạy là đường ô tô đi là khoảng tầm 100 mét. Đây, hiện tại tôi đang đứng ở phía trước của ngôi nhà, mọi người có thể thấy. Đấy, đây là 5 tầng của ngôi nhà, rất là thoáng, rất là đầy đủ ánh sáng. Cái vị trí trước nhà đây là cửa của ngôi nhà, được sử dụng là cửa hai lớp. Phía bên ngoài là cửa sắt hộp sơn tĩnh điện. Và phía bên trong đây chính là bằng cửa nhôm kính cao cấp. Sau đây là tôi sẽ giới thiệu chi tiết của từng tầng, từng phòng trong ngôi nhà cho mọi người biết được. Hiện tại là tôi đang đứng ở trong tầng 1. Đấy, mọi người có thể thấy với thiết kế của chúng ta là ở tầng 1 là sẽ có một phòng khách, một phòng bếp và một phòng vệ sinh phụ. Diện tích là 30m2, rất là rộng rãi. Đây mọi người có thể là nhìn toàn bộ quan sát đây. Vị trí phía bên ngoài đây là vị trí phòng khách. Chúng tôi đã hoàn thiện xong hết toàn bộ cái hệ thống gạch lát nền và sử dụng là gạch granite 60-60 loại 1. Sử dụng là trần thạch cao cùng với lại đèn led cao cấp, đã có đầy đủ hệ thống quạt trần. Hệ thống sơn tường đây được bả rất là kỹ, sử dụng hệ thống sơn là sơn Jotun cao cấp. Đây là khu vực bếp. Toàn bộ hệ thống tủ bếp là sử dụng chất liệu là gỗ acrylic chống cong vênh, chống mối mọt. Toàn bộ hệ thống vòi rửa và chậu rửa là sử dụng là bằng chất liệu inox 304 cao cấp, hàng nhập khẩu Hàn Quốc. Đấy, và tầng 1 của chúng ta sẽ có một nhà vệ sinh phụ đây. Trong nhà vệ sinh là sẽ có cái bồn cầu, vòi rửa và có cái hệ thống bơm nước tổng cho toàn bộ ngôi nhà. Cửa nhà vệ sinh là sử dụng là bằng cửa nhôm kính cao cấp. Đây là cái nối cầu thang để chúng ta đi lên tầng 2 đây. Toàn bộ hệ thống mặt bậc và cổ bậc cầu thang là được ốp bằng đá granite cao cấp. Hệ thống tay vịn là sử dụng là bằng gỗ lim Nam Phi. Đây chúng ta sẽ có một cái ô ở đây, cái ô giếng trời dùng để lấy ánh sáng và lấy không khí thông phong cho toàn bộ ngôi nhà. Sau đây mời mọi người tham quan ở phía tầng 2 của ngôi nhà. Tầng 2 được chúng tôi là thiết kế là bao gồm là một phòng ngủ chính và một phòng vệ sinh. Đấy, thiết kế như thế này thì rất là rộng, đảm bảo là chúng ta là có thể là để đồ đạc và sinh hoạt các thứ ở trong đây luôn, tận dụng được tối đa luôn không gian luôn. Có cửa thông phòng là sử dụng là bằng cửa gỗ lim Nam Phi, cửa rất là rộng, rất là đẹp. Đây, và ở phía mặt tiền của chúng ta là sẽ có hướng ban công mở ra đây, và chúng ta có cửa mở ra để lấy ánh sáng và không khí. Toàn bộ hệ thống trần là sử dụng là trần thạch cao cùng với đèn led. Gạch lát nền là sử dụng là gạch granite loại 1. Sau đây mời mọi người tham quan cái phòng vệ sinh của tầng 2. Đấy, phòng vệ sinh là đã được chúng tôi lắp đặt đầy đủ các thiết bị là bồn cầu này, lavabo, sen vòi, hệ thống gương, hệ thống vòi xịt. Đây có cửa mở ra ô giếng trời để lấy ánh sáng và lấy không khí đây. Chúng tôi sử dụng cái gạch ốp nát là gạch 30-60 loại 1. Và có cái cửa nhà vệ sinh là sử dụng là bằng cửa nhôm kính cao cấp. Mọi người có thể là nhìn kỹ lại toàn bộ cái không gian của tầng 2 ạ. Đấy, rất là rộng, rất là thoáng. Ở phía bên trên tầng 3, tầng 4 và tầng 5 là chúng tôi là cũng thiết kế là mỗi tầng một phòng
Đấy, thì hiện tại là tầng 2, tầng 3 và tầng 4. 3 tầng là sẽ có thiết kế là tương tự như nhau. Đây là tôi mời mọi người tham quan ở phía bên trên tầng 3. Chúng ta có cửa sổ mở ra bên ngoài. Đấy, có một phòng chính và một phòng vệ sinh. Thiết kế thì tương tự như ở tầng 2 thôi. Tiếp theo mời mọi người tham quan ở phía bên trên tầng 4. Tầng 4 và tầng 3 cùng với tầng 2 là sẽ có thiết kế là giống hệt nhau. Đây, chúng ta mỗi một tầng là sẽ có một phòng ngủ chính và một phòng vệ sinh. Đây, phía trước ngôi nhà rất là thoáng. Luôn luôn đầy đủ ánh sáng và không khí cho toàn bộ ngôi nhà. Sau đây mời mọi người lên tham quan ở phía bên trên tầng 5. Tầng 5 là sẽ được thiết kế là có một phòng. Ở đây thì chúng ta có thể là tận dụng làm phòng ngủ hoặc là phòng thờ. Và chúng ta cũng có cửa sổ mở ra bên ngoài để lấy ánh sáng và không khí đây. Và ở phía đằng sau đây, đây là cái khu vực mà chúng ta để máy giặt và phơi đồ. Chúng tôi đã thiết kế đầy đủ cái hệ thống điện, hệ thống vòi chờ và hệ thống thoát nước. Đấy, và chúng ta có thể phơi đồ ở đây. Như tôi vừa giới thiệu cho tất cả mọi người là chính chủ đang cần bán nhà tại phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Được thiết kế xây dựng là 5 tầng với diện tích là 30m2. Đang được chúng tôi chào bán với giá là 2.800.000.000. Bên công ty chúng tôi là sẽ hỗ trợ toàn bộ cái chi phí sang tên sổ đỏ, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng đối với những khách hàng có nhu cầu, và có thể là hỗ trợ tối đa là 80% giá trị với cái lãi suất ưu đãi nhất. Mọi người xem nhà thì cần hỗ trợ thêm thông tin gì hoặc là cần tư vấn thêm thì xin vui lòng liên hệ số điện thoại ở phía bên trên màn hình, em Ánh 0983013403 hoặc 0888041444. Mọi người xem video nếu như mà thấy hay và có nhiều thông tin bổ ích thì nhớ chia sẻ cho mọi người cùng biết. Nhớ like video và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều nhà và các bất động sản cần bán khác của bên công ty chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm.